Alo, thử máy, alo, alo. Hay rồi đó. Mắc gì? 60 năm cuộc đời đi. Kỳ ta. Alo, alo, alo. Alo, 1, 2, 3, alo, alo, vô, vô, vô. Alo, vô, 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 vô. Hết hồn quá. Cái gì vậy? Cái gì hết hồn? Trời ơi, kêu qua đây hát karaoke đi, trễ quá vậy. Trời ơi, em đang mất bận công chuyện ở nhà. Chị biết nãy giờ mà chị em chỉ cần chị mở cái gì mà xíu á là ở bển là em nghe em nói trời ơi, chơi karaoke rồi. Em giọt qua liền. Nghe luôn hả? Bển nghe luôn hả? Ủa cái loài nó ghê thiệt, nó khó mà ghê. Âm thanh hay dễ sợ luôn. Hát karaoke nha. Dạ dạ. Hát nha. Hát đi. Dạ hát bài gì giờ ta? Dạ hát bài gì? Dạ hát bài gì? Được không chị? Được không? Được được, đang vô bài nè, đang vô bài nè. Trời ơi, bài này là đang hot đó nha. Ôi, nghe nó hò kìa, nó hò. Đã không, đã không? Vì ăn qua kiến vàng, qua quay non ngờ, mà luồn qua cái quay non. Chuẩn bị vô nha, chuẩn bị vô á. Em mở mở lên bự 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 lên xíu nữa. Bự lên. Ừ. Đó. Trời ơi, mở hết cỡ luôn chị. Bài này là cái mà mình phải giật nó mới đã. Thôi, chị hát trước, em hát trước. Bây giờ banh sớm. Cô Thắm ơi. Cái này là rap trước ông ta. Không biết nữa. Đánh kìa kìa, vô. Chị hát. Một lát em làm rap nè, ba rap nè. Cô ơi, cô đừng đi lấy chồng. Về đây đó, có nhân sống. Chú ngồi hát cô nghe, trời ơi, cô đừng đi lấy chồng. Để hai thằng buồn câu hát, mấy tay bao. Vô. Nhờ bên sông anh ngồi và chải mái tóc vào đâu có đất cơ mà màu ấy à ấy thì vô cầm cây bông vô nhà đi vô nhà. Ủa gì vậy? Tự nhiên người ta đang hát karaoke, tự nhiên đâu không tắt người ta vậy? Nè, mấy người có ý thức hay không? Giờ này là trưa rồi, cho người ta nghỉ ngơi. Ủa mắc mớ gì, tôi hát trong nhà tôi mà, tôi đóng cửa tôi hát mà, anh hưởng tới ai? Như gì phải chi vô trong nhà đóng cửa, không ai nghe cũng được, ra đây nè, ngoài sân này nè. Nó lồng lộng đây nè. Ủa nhưng mà trời ơi, tôi nghe không được tôi mới qua mắng vô nè, mấy người có biết điều hay không? Nhưng mà ngộ, chừng nào mà người ta đem cái loa mà để trước cửa nhà mình á, mình qua la người ta hát trong nhà người ta, nhưng mà đây vẫn là phạm vi trong nhà người ta, cô hiểu không? Biết là phạm vi trong nhà mấy người, nhưng mà ví dụ ca hay thì được, ca dở ẹt mà ca hết nhạc này có nhạc kia mà mở trời ơi lớn. Trời ơi, bây giờ ta nói mấy cái người mà không có nhạc karaoke nhà không có loa ca đó, cho nên nó ganh tị ghê ăn tức ở, thấy người ta hát á mình thành thử ra qua đây kiếm chuyện. Hát cũng có giờ có giấc chứ đâu mà hát hoài vậy, sáng trưa chiều tối muốn hát à. Trời ơi, phát để ý mọi người chứ, trong xóm người ta yên lặng rồi tự nhiên cái nhà này rần lên nè. Tôi nói nghe rất nhiều người người ta phản ảnh, nhưng mà ta không muốn qua nói là tại vì ta ghét, ta không thèm nói. Còn tôi tức quá tôi phải qua nói cho mấy người biết. Thấy chưa? Ủa nói chuyện gì lãng vậy? Tự nhiên cái ghét. Ủa ai làm gì đâu ghét? Mở karaoke người ta hát thôi chứ mắc gì ghét. Còn nếu mà mấy người cảm thấy vậy thì mấy người cũng mở hát đi, có ai cấm đâu. Trời ơi, thiệt tình mấy người này không có ý thức nói như vậy mà vẫn mang bướng ha. Tôi nói rồi nghe, dẹp không có hát nữa nghe chưa? Tôi cảnh cáo rồi nghe, mà không nghe lời tôi nghe, hậu quả như thế nào mấy người chịu nghe. Tôi nói rồi đó nghe. Nhà người ta con mới đẻ kìa, người ta không ngủ được, người ta khóc bùm sùm kìa. Ủa cái gì? Hát dở, hát hoài. Ủa tôi đang hát tại tôi. Trời ơi, bạn vô duyên à. Vô duyên thiệt luôn á. Tự nhiên con đã khóc cái đổ thừa hái mình. Trời ơi. Làm gì vậy? Trời ơi, ngồi hát karaoke mình ên vậy luôn hả? Trời ơi, ghiền quá, bữa giờ chị không được hát, trời ơi. Không cho chị hát giống như là thiệt á, giống như là cắt đứt con đường sống của chị luôn. Ôi, em cũng vậy nè, mấy ngày nay á buồn thất thểu đi ra đi vô, thèm nghe cái tiếng mở cái loa lên để em chạy qua. Trời ơi, nghe hoài không
chị hiền tới nỗi là bây giờ chị phải ghim cái tai nghe vô để chị nghe nhạc, mà chị hát chị không dám phát ra tiếng luôn á. Hát giống như là cho có hình thức để mình đỡ ghiền thôi đó. Mà em không hiểu cái thớt này ngộ. Chị em mình hát mà nghĩ sao kêu là ồn ào quá ha, rồi ngưng hát được không? Tôi hát mà hát hồi nào, đúng không? Mình hát chứ mình có hát đâu. Trời ơi, em là còn lịch sự á, chị nè, một đống luôn nè. Đó, hát như hát bò rong quá. Trời, mấy người này làm như là không có cái đầu óc về âm nhạc hay sao? Thì bởi không có biết thưởng thức âm nhạc. Mà nói hoài cũng vậy là thiệt á. Tất cả là tại cái bà gì đó. Bà Tiểu gì đó. Người đâu mà kỳ cục. Chào cô Cầm, cô Mít. Ủa trời ơi, nhắc Linh mới nhắc luôn. Vậy em mới nhắc tôi hả? Nè, nó nghe nè, ủa sao bữa nay vô một không khí rất là im lặng, không có ồn ào náo nhiệt như là vô cái đoàn đại nhạc hội vậy ta. Ờ, thì cũng nhờ ơn đó, nhờ ơn ai kia đó. Ủa cái gì đây, hát như rống. Dở quá, ngưng hát giùm. Mấy cái này chỉ là phê bình thôi, còn đây mới là thơ của Phường nè. À, trong thời gian vừa qua cảnh cáo hoài mà không ai nghe hết trơn á, cứ làm phiền lòng bà con lối xóm, hát vô tội dạ. Bây giờ Phường nhờ tôi đưa cái giấy này cho mọi người đó, để mọi người lên ngồi nghe Phường nói chuyện rồi uống nước ăn bánh vậy thôi, không có gì hết. Ôi trời ơi, chỉ hát karaoke tại nhà thôi mà làm gì nghiêm trọng, như mời lên Phường ăn bánh luôn cả nước. Mà Phường là gửi cái giấy này về nhà này đúng không cô? Ôi chứ về nhà ai. Ê nè, bây giờ trước khi Phường gửi thì có mấy này. Vậy mình chỉ lên Phường nha. Em hên không phải nhà của em chỉ qua bên nhà chị hát chơi chơi chung chị thôi, không phải nhà em thôi. Vậy em đi nè, ra không nha có, chị không lên có Phường. Không có anh nói mời hai người Cầm và Mít. Thế giờ ông trời có mắt, ông trời có mắt. Chị không ngờ em luôn á, chị em với nhau bao nhiêu năm rồi, đi qua bên đây hát karaoke sướng quá mà bây giờ mình chị gánh hết đúng không? Thì không phải, tại vì cái này người ta gửi về nhà chị nên em nghĩ là mình nhưng gửi về nhà cô này, nhưng mà cô này có tham gia này không? Có chứ sao không? Bây giờ cầm cái này rồi tôi nói cho nghe câu nữa nè, cầm đi. Nói nghe nè, không phải là người ta cấm không cho mấy người ca, nhưng mà ca đúng giờ, đúng giấc. Ví dụ mình ca hay thì mình ca gì nhiều lần, còn mình ca dở, mình ca nhỏ nhỏ thôi. Mở chi mà rống thiệt là bự lên, mà người ta nói nhà kế bên có em bé mới sanh, nó nghe cái tiếng nhạc này nó ngủ không được, qua mắng vốn rồi cũng nói nhà tôi hát. Bây giờ thấy chưa cái hậu quả chưa? Rồi có bỏ giùm tôi không? Hả? Thì sao? Bỏ. À bỏ hả? Nè, nói giỡn chơi chứ hù hai người thôi. Sao bao nhiêu lần cảnh cáo hai người cũng chứng nào tật nấy, cho nên tôi đem qua cái này, người ta là không phải là lên Phường, mà cái này chỉ là cảnh cáo mấy người tại nhà thôi, nếu mà còn tái phạm nữa thì mới lên Phường ngồi chơi xe nước. Ủa vậy hả? Ủa vậy hả? Không có, cái này chỉ là hù thôi. Ủa vậy? Nhưng mà nếu mà không sợ mà làm hoài như vậy, ca vô tội dạ thì cũng sẽ có ngày lên Phường ngồi chơi xe nước, hiểu chưa? Ôi. Có nghĩa là ta đâu có cấm mình đâu. Mình mở nhỏ nhỏ mình ca là được rồi. Mà ca ít ca phải đúng giờ đúng giấc. Cái giờ ta nghỉ ngơi buổi trưa cái đem ca rồi sao ta nghỉ. Đó. Vậy là ca nhỏ nhỏ được đúng không? Ca nhỏ nhỏ vậy thôi. Giờ mở ca nha. Ê trời. Nhỏ. Thôi để tôi đi về đi. Rồi hả mở nghe. Chứ tôi sợ giọng ca của mấy người lắm rồi nghe. Trời ơi, hát như rống nè. Bớt ra tấn lại đi. Trời ơi, dở quá. Hiểu chưa? Hãy nâng cao ý thức cá nhân trong việc sử dụng loa kẹo kéo để hát, tránh gây ô nhiễm tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng xung quanh.